Dạ chị, em mới báo về năm nay, em muốn hỏi là ngay từ đầu năm thì trường mình có khuyến cáo các cô là đối với trong các giảng dạy ạ, thì đối với các con là có những cái hành động đúng gì không chị? Bởi vì em cũng đến một số trường khác thì các trường đều có cái hoạt động này ạ. Vấn đề này như chúng tôi cũng đã trao đổi rồi, thì cái việc là các biện pháp và phương pháp giáo dục phù hợp tích hợp thì chúng tôi cũng đã thường xuyên thực hiện trong nhiều năm nay, thường xuyên lưu ý nhắc nhở với giáo viên trong cái vấn đề mà giảng dạy tại lớp cũng như là quản lý lớp học cũng như là những cái biện pháp để đối với những em học sinh khó khăn trong học tập. Chúng tôi đều có trao đổi và lưu ý với giáo viên về vấn đề trong nhiều năm. Vậy tức là trường hợp của cô giáo vẫn chỉ là một trường hợp đặc biệt trong trường mình đúng không? Không thể khẳng định. Lúc nãy em thấy, em đứng ở cổng trường thì thấy một số phụ huynh của học sinh lớp 1 ấy ạ, thì họ đứng họ rất là hoang mang. Thì sắp tới đây sân trường mình gần nhất ấy ạ, thì đã có dự định gì để trấn an lòng phụ huynh và học sinh chưa ạ? Thật ra thì với lại những cái hoạt động cũng như là những cái quá trình các em học tập thì phụ huynh cũng đã nắm bắt được cái tình hình ở trong lớp như thế nào, và có những cái thông tin gì mà không hài lòng phụ huynh cũng đã phản ánh, thì giống như là nước thang bình thường. Cho nên là chúng tôi nghĩ rằng là nếu như phụ huynh chưa hài lòng với các hoạt động giáo dục của giáo viên hoặc là các hoạt động giáo dục của nhà trường, thì chúng tôi đảm nhận được phản ánh và chúng tôi luôn trao đổi với phụ huynh là ban giám hiệu nhà trường và nhà trường lúc nào sẵn sàng rất là muốn cầu thị, muốn lắng nghe những ý kiến đóng góp phản hồi từ cha mẹ học sinh, từ các em học sinh. Dạ, còn một câu nữa là cũng là lúc nãy đúng ở trường ấy ạ, thì em thấy là một phụ huynh thì nói là có thể giao tiếp tương tác với giáo viên rất là tốt, nhưng mà bên cạnh đó lại cũng có một giáo viên bảo là không liên lạc được với cô giáo, tìm cách tức là muốn nói chuyện nhưng không tìm cách nào được ngoài cái họp phụ huynh ấy. Thì trường mình có quy tắc nào cho việc trao đổi giữa phụ huynh và giáo viên không chị? Ở đây nhà trường có cái bộ phận tiếp dân, và lúc nào trong bất kỳ thời điểm nào cũng có thể là đến trao đổi trực tiếp với lại ban giám hiệu nhà trường, với lại các bộ phận hành chính, và bất kỳ thời điểm nào nếu như chúng tôi và trong cái giờ làm việc của ngoài cái giờ giảng dạy của giáo viên thì có thể là phụ huynh có thể đến để xin gặp giáo viên, và nếu chúng tôi sắp xếp được thì là dù là không trong buổi dạy của giáo viên thì chúng tôi ngoài cái buổi dạy mà cô giáo không có ở trường, chúng tôi vẫn có thể sắp xếp cho phụ huynh và giáo viên gặp nhau để trao đổi. Ngoài như ra vậy thì các giáo viên cũng đều có cho số điện thoại cho cha mẹ học sinh cũng như là các hình thức liên lạc khác. Tại vì lúc nãy em trao đổi thì chị bảo là chị không liên lạc được ở nhà, và như vậy thì nếu mà như vậy thì cái sự trao đổi về học tập của con trước đã, như vậy thì hơi bị khó. Thì